Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước ha. Thì được sự quan tâm của rất là nhiều cô chú anh chị về cái giống ổi trân châu ruột đỏ, là một trong những giống ổi đang rất là chạy trên thị trường hiện nay. Và rất là nhiều anh chị đã mua nhầm cái giống là hồng chua. Thì hồng chua là nó sẽ là ruột hồng và đỏ không có nhiều ha anh chị, và trái là trái tròn chứ không có dài như trái su ha. Bây giờ em sẽ quay trực tiếp tại vườn ươm cũng như là cho anh chị xem cái trái chính như thế nào ha. Ok, thì sau lưng em đây là những cái cây ổi trân châu ruột đỏ chính gốc nha anh chị, và đang chui nhân giống tại vườn. Thì số lượng em mỗi lần em chui tại vườn nhân giống á, là nó tầm rơi vào khoảng 3.000 cho tới 5.000 cây thì tùy vào đợt. Thì chui chèn nha anh chị, chui từng đợt như vậy á, thì cái số lượng cũng không đủ cung cấp cho anh chị. Thì anh chị nào nhìn thấy video này sớm thì có thể liên hệ với em xem cái lô hàng của mình còn hay không, thì em sẽ thông báo ha. Thì những cái đặc điểm nhận dạng của cái ổi trân châu với lại cái ổi hồng chua thì nó nhận diện qua lá nó rất là khó anh chị. Hai cái lá nó dường như là giống nhau đến 80-90% luôn. Nhưng mà cái điều kiện chăm sóc nữa, mình nhân giống mình chăm sóc tốt, cái lá của cái hồng trân châu này á thì nó cũng lớn như cái hồng chua thôi. Cái lá hồng chua nó to hơn, cái lá của trân châu nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái phân biệt qua lá thì chỉ đúng ở những cái trại giống nào uy tín thôi. Còn anh chị nào mua ở những cái nơi không uy tín thì nó trộn vào thì anh chị cũng không biết được, cũng không thể nào mà kiểm soát được cái chất lượng của cái giống của mình ha. Thì anh chị nào mua giống thì lựa chọn, trước tiên là ưu tiên lựa chọn những cái trại giống uy tín để mình mua. Mình có bảo hành, mình có cơ sở, có những cái giống như là hóa đơn hay là có tem, có cơ sở đàng hoàng để anh chị gửi niềm tin. Chứ thật sự ra thì trên là một cái số chia sẻ về cái vườn ươm bên trại giống bên em là như thế nào ha. Thì giờ quay thực tế, quay cận cảnh vào để cho anh chị quan sát nó rõ hơn ha. Đây, đây cái lá của cái hồng, cái này là trân châu ruột đỏ nha anh chị. Trân châu ruột đỏ, toàn bộ là trân châu ruột đỏ hết ha. Rồi, để quay cho anh chị những cái trái non của nó ha, trái nhỏ. Cái trái khi còn nhỏ nó cũng đã có cái phơm dài ha anh chị. Chị quan sát nè, nó thon dài hơn, nó không có bầu nha, nó có phần chu cái phần đít này ha. Trái trên cây luôn ha. Rồi, cây bên em đang chui, có trái sẵn luôn nha anh chị. Ok, còn đến với cây này thì em sẽ quay cho anh chị xem cái trái nó chín luôn. Đây, nó nằm dưới gốc ha, nằm dưới gốc nên không có ấy này nè, dính ở trên cái thân luôn anh chị quan sát nha. Đây là không có gắn ghép gì vô cho nha anh chị. Đây ha, anh chị quan sát nè, đây còn dính trên cây còn tươi luôn. Đây là mấy chín xác là ổi trân châu ruột đỏ, anh chị thấy là đỏ tới da luôn ha anh chị, khi mà nó chín là đỏ tới da luôn. Còn ổi hồng chua là nó sẽ chỉ hồng hồng ở phần ruột thôi, chứ nó không có đỏ tới da như thế này ha. Và cái phơm dáng của cái trái trân châu ruột đỏ anh chị quan sát nè, thì trái này nó hơi xấu anh chị xem ha, tại vì bên em không có bao không ấy nha. Và trái là trái trực tiếp ở trên cây, để quay qua đây cho anh chị xem cái cuốn nó dính trực tiếp trên cây nha. Đây, đây, đây là từ cái thân của nó nè, nó mọc xuống nè, rồi nó đậu trái nè anh chị thấy ha. Này không dở từ từ lên đây, đây là trái của nó, giờ đã bị con này kia ăn ha anh chị. Đây màu sắc đỏ nè, quan sát nè, trân châu ruột đỏ là chính xác của nó là phải đỏ như thế này, đỏ cái tới da luôn nha anh chị, chứ không phải là đỏ hồng ở trong cái phần ruột không, không đúng nha. Được trực tiếp là trên cây xuống nè anh chị, quan sát kỹ nha. Rồi đây, đây là cây bên em chui cành, toàn bộ những cái cây đây là chuẩn giống ha anh chị. Mỗi lần em xuống tầm khoảng 1.000 cho tới một từ 3.000 cho tới 5.000 cây. Nguyên cái khu này là khoảng 5 công đất trồng chuyên để nhân giống, rất là nhiều giống ở trong đây chứ không phải là riêng cái ổi không. Thì có là vú sữa Mica nè, ổi trân châu ruột đỏ nè, chuẩn giống nha anh chị, trái rất là nhiều, cây nào cũng cho trái hết. Ổi ruby nữa anh chị, đây thì mình quan sát đây lá khác là ổi ruby nha. Rồi quay lại với nhân vật chính hôm nay là ổi trân châu ruột đỏ ha.
thì anh chị thể lựa chọn những cái nơi uy tín để anh chị mua nha. Thật sự bây giờ trên thị trường, trên mạng thì rất là nhiều người bán luôn, thì anh chị đâu có biết ở chỗ nào mà bán đúng hay là không đúng. Và những cái nơi mà thực tế thì mới có quay được ở tại vườn như thế này ha, mới có trái ha. Đây chị quan sát trái nè, này vườn ươm này, vườn ươm nhà của em luôn. Thì số lượng xuống thì anh chị có thể tham khảo ha. Okay. Lặt lá bớt ra cho anh chị dễ nhìn. Cái cuốn nó còn tươi luôn, chưa cắt chưa hái luôn, để quay trực tiếp như vậy để cho anh chị thấy được là cái giống bên em như thế nào ha. Đây. Rồi thì chia sẻ với anh chị một số về cái giống ổi trân châu ruột đỏ như vậy thôi. Thì anh chị nào có nhu cầu đang tìm mua cái giống trân châu ruột đỏ trái như với video mà em đang quay thì có thể liên hệ với em trực tiếp với em để em chọn cho anh chị những cái cây tốt nhất ha. Cái lô này đang xuống là khoảng 2.000 cây nha anh chị, thì em chua chiền liên tục, anh chị nào cần thì có thể liên hệ liền với em. Ok, qua Zalo trên màn hình ha.